Phương nó luôn luôn có hai phần là truyền thống và hiện đại song song với nhau. Có những người thì nhìn Phương cứ nghĩ rằng Phương không có còn những cái giá trị truyền thống, hoặc là có người thì nghĩ rằng trông Phương có vẻ nhẹ nhàng thì có vẻ truyền thống hơn, nhưng mà Phương thích cái sự kết hợp của Phương thấy Phương thích như thế hơn. Nhưng mà còn nói về Tết truyền thống hiện đại thì Phương thích cái sự truyền thống ở cái chỗ là những người thân về gần với nhau, họ để có thời gian được ở cạnh, ví dụ như Phương sẽ có thời gian được ở cạnh với bố mẹ, hoặc là chia sẻ những cái điều, những cái hạnh phúc của mình, những cái điều mình đã làm được. Và bố mẹ thứ nhất là cũng đã lớn tuổi, và hiện tại thì bố mẹ sống một mình, em Phương thì đang làm việc ở bên Mỹ, Phương thì cũng ở một cái thành phố khác, thì đó cũng là một cái cơ hội để cả nhà gần gũi lại với nhau. Và mẹ sẽ nấu những món ăn với những cái nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái cảm giác mà quây quần với nhau thì Phương nghĩ đó là một cái điều rất là đặc biệt của Tết. Phương thích có cái sự gần gũi với gia đình vào cái dịp Tết, hoặc là những cái ngày lễ truyền thống đặc biệt. Mà hiện tại bây giờ thì cái sự gắn kết với gia đình của Phương cảm giác còn lớn hơn nữa, bởi vì là hiện tại Phương có bạn trai và bố mẹ Phương rất là quý anh ấy. Phương cũng có gặp bố mẹ anh ấy, và bố mẹ anh ấy cũng cực kỳ dễ thương và cũng rất là yêu quý Phương, chăm sóc cho Phương tận tình luôn khi mà Phương sang chơi. Và cái tình cảm gia đình của họ cùng với cái tình cảm của Phương với anh ấy, và cái tình cảm của bố mẹ Phương dành cho anh ấy và dành cho Phương, và bố mẹ lại càng hạnh phúc hơn khi mà thấy là bây giờ Phương giống như là có một cái chỗ dựa rất là rõ ràng và nó vững chắc ấy. Bố mẹ Phương cũng rất là vui, và với tất cả cái niềm vui, cái hạnh phúc của Phương thấy rất rõ từ những người lớn, cha mẹ của mình, cha mẹ của anh ấy đối với bọn Phương, thì Phương lại càng cảm thấy là mình muốn được làm nhiều hơn để mang đến nhiều cái niềm vui hơn đến cho bố mẹ. Và trong đó ví dụ như là Phương muốn được nấu ăn cho bố mẹ, hoặc là Phương muốn được nấu ăn cho anh ý. Trước đây thì toàn anh ý nấu cho Phương thôi, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên Phương lại thích được nấu cho anh ý, và Phương đã nấu một lần rồi. Hồi đấy bà nội Phương còn sống, Phương yêu bà nội lắm. Hồi đấy là con cháu bà mỗi lần mà gói bánh chưng, Phương còn nhớ trời lạnh lạnh, xong rồi đóng đủ khoảng 8 tuổi rồi không đến 10 đến, xong rồi ngồi gói với nhau, xong mỗi đứa tự gói một cái phần của mình, xong rồi nhét vào đấy, xong rồi đến giờ mà nó chín ấy, thà lấy ra để ăn. Mà Phương nhớ cái bánh cũng chả đẹp đẽ gì, nhưng mà trẻ con mà thì nó rất là thích. Nhưng mà kể từ hồi đấy thì Phương chưa có dịp gói lại bánh chưng, bởi vì là Phương vào sống ở trong Nam thì nhất là gia đình Phương lại sống riêng, không sống cùng với họ hàng nữa, nên là nó không còn cái thói quen và cái truyền thống gói bánh chưng nữa.